Cứ cuối tuần, ba đi làm trên thành phố Hồ Chí Minh về, lại mua quà cho hai anh em Bảo và Thắng, khi là gói bánh, hộp sữa, khi là những món đồ chơi mà các em yêu thích. Thích nhất là robot. Và ba tặng con robot đó là dịp sinh nhật con 4 tuổi. Dù một chân của chú robot đã bị gãy, nhưng Bảo sẽ luôn giữ, bởi từ giờ em sẽ không nhận được quà của ba nữa. Ba con mất vì bị Covid-19. Con cầm hũ bút cốt của ba, nghĩ là chắc con với ba không được gặp nhau nữa. Con rất tuyệt vọng. Con nhìn ảnh của ba con thì con có tự tin hơn, vì con tin rằng ba đang ở trên trời nhìn con đang trưởng thành. Kỷ niệm về ba giờ còn lại qua những bức ảnh trong chiếc điện thoại được bệnh viện trao trả lại cho gia đình. Mẹ bỏ đi khi các em còn nhỏ, hai anh em luôn phải sống xa ba để ba đi kiếm tiền. Giờ ba cũng mất, lá chắn bảo vệ hai anh em là ông bà nội. Bà Phương năm nay 60 tuổi, đôi chân đau nhức khiến bà chỉ nhận làm công việc ngồi một chỗ như gia công đồ dùng học tập cho học sinh. Xa cũng đi xa đêm nọ. Ngày hồi đó thì có con phụ, giờ con không có phụ nữa thì cũng hơi khó khăn chút xíu. Cũng này lo cho nó để tương lai cho nó lớn, để trưởng thành nữa, nếu mình có sống được tới nó trưởng thành không mình cũng chưa biết nữa. Những ngày nghỉ học, hai anh em cũng đỡ bà việc nhà, còn ông nội cũng chở hàng đi giao. Cả nhà nương tựa, dìu nhau đi qua những ngày khốn khó. Thằng ơi, quà này. Con nghĩ là gì nào? Bánh. Thế còn Bảo nghĩ sau này là gì? Trong hộp quà là một chiếc tập. Vì ban chúng tôi mới được đồng hành tiền cháu về tương lai học tập và lời nguyện với phần quà là một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng. Bất ngờ. Cũng quá lớn chứ đi đối với gia đình, đã hỗ trợ cho cháu. Con sẽ tiết kiệm để mai sau này nghiệp đóng tiền học và giúp đỡ ông bà sau này đỡ khổ. Ước mơ của con là cảnh sát. Ước mơ của con là bác sĩ. Có cuốn sổ tiết kiệm, hai cậu bé có thêm chỗ dựa để mai này khi ông bà già yếu, đường tới tương lai của các em bớt nhọc nhằn. Và nỗi đau mang tên Covid-19 đang dần được xoa dịu nhờ tình thân và những vòng tay ấm.